Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Huyện Tân Thạnh cần hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Sản lượng cá đồng ở tỉnh Cà Mau ngày càng sụt giảm. Tin thế giới, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn khẳng định 91% người di cư tới Hy Lạp là để chạy trốn chiến tranh và bạo lực. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong giai đoạn 2011 đến năm 2015, huyện Tân Thạnh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Hậu Thành Đông, Nhân Ninh và Tân Ninh. Để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016 đến năm 2020, huyện Tân Thạnh đã xây dựng lộ trình xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Bắc Hòa, Hậu Thành Tây, Nhân Hòa Lập, Tân Lập và Kiến Bình. Để hoàn thành mục tiêu 5 xã nông thôn mới nêu trên, đòi hỏi tổng nguồn vốn dự kiến lên đến 1.000 tỷ đồng. Riêng xã Bắc Hòa cần huy động khoảng 23,5 tỷ đồng để tập trung thực hiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, y tế và môi trường. Trong đó cần huy động sức dân hơn 1 tỷ đồng tập trung cho xây dựng nâng cấp đường giao thông trục xã, đường trục ấp và đường trục chính nội đồng. Do đó, để công tác xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao, cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể liên tục đồng bộ của các cấp các ngành và huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân và các nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Huyện Tân Thạnh đang phấn đấu đến năm 2024 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới, trong đó đề ra chỉ tiêu tăng thu nhập lên 50 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2% và tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 70% trở lên. Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Năm 2015, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện đã phát huy vai trò trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt công tác xây dựng phong trào trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Thủ Thừa từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, các ban ngành đoàn thể của huyện, các địa phương tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tự giác tham gia cùng chung tay bảo vệ an ninh tổ quốc. Dịp này có 3 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm vừa qua. Năm 2015, huyện Bến Lức đã thực hiện hiệu quả mô hình một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân huyện xã thị trấn theo trình tự thủ tục đảm bảo công khai minh bạch. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử được sử dụng ổn định tại các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn đã từng bước nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và 15 xã thị trấn đã tiếp nhận trên 80.000 hồ sơ hành chính của người dân, có 97,9% hồ sơ được trả trước hạn đúng hạn. Số hồ sơ còn lại đang trong thời gian thụ lý và giải quyết. Phát huy kết quả đạt được năm 2016, huyện Bến Lức tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tổ chức đào tạo cán bộ trực tiếp làm công tác cải cách hành chính, đồng thời triển khai thể chế hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Thị xã Kiến Tường tổ chức triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2016. Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại 8 xã phường của thị xã. Điểm mới của chiến dịch năm nay là 4 đơn vị Thành Hưng, Phường 1, Bình Tân, Thạnh Trị được tỉnh chọn triển khai thực hiện chiến dịch sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện theo chỉ tiêu của tỉnh. Còn các đơn vị còn lại thì địa phương cân đối hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện chiến dịch.
Theo đó, chiến dịch phấn đấu đảm bảo 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, kể cả kiến thức sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân và những chi tiêu khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Huệ vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Năm, sinh năm 1966, cư ngụ tại ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc. Bà Phạm Thị Năm nguyên là cán bộ đài truyền thanh xã Bình Hòa Bắc, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích sử dụng 32m², tổng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động Ngày vì người nghèo huyện Bào Bàng đã vận động phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tài trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình góp thêm. Tại lễ bàn giao nhà, đại diện đơn vị tài trợ đã trao quyết định quyền sử dụng căn nhà cho bà Phạm Thị Năm, động viên bà và gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Môi trường là một trong 19 tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện đạt tiêu chí này, đòi hỏi mỗi người dân có ý thức tự giác, thực hiện thường xuyên và lâu dài. Với ý nghĩa đó, mô hình câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường ấp Long Viên, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc được thành lập. Thì sau khi mà câu lạc bộ được hình thành á, thì chi hội nông dân kết hợp với hội nông dân cơ sở vận động được 25 thành viên, thì gồm 3 cái đối tượng chính. Đây là một trong những cái đối tượng mà có thể gây ô nhiễm môi trường, đó là cái hội viên thuộc cái nhóm là trồng lúa, rồi cái nhóm thứ hai là trồng rau màu, cái nhóm thứ ba là chăn nuôi. Thì sau khi mà quy động các thành viên á, câu lạc bộ đưa ra một cái quy chế hoạt động, tức là mỗi hàng tháng sinh hoạt vào ngày 20. Qua những lần ra quân trực tiếp dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, các thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không chỉ trong gia đình mà cả trong cộng đồng dân cư. Theo đó, các thành viên câu lạc bộ vận động người thân trong gia đình cũng như những hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, không xả nước thải, không chất xác chết gia súc, gia cầm ra kênh rạch. Đối với trồng trọt thì áp dụng mô hình theo hướng việt gáp, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu theo hướng dẫn, không chất bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ra đồng ruộng. Ngoài ra, các thành viên trong câu lạc bộ còn tham gia trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường, vận động từng hộ dân phân loại rác, thành lập các tổ quản lý thu gom rác, vận động nhân dân xây dựng các hố rác tự quại. Nông dân rất là phấn khởi, thì bảo vệ môi trường thì không tốn tiền chi phí gì nhiều, chỉ là ý thức người dân ra cần thành lập câu lạc bộ để tuyên truyền sâu rộng nông dân hiểu về môi trường, có thực hiện bảo vệ môi trường. Nhờ tuyên truyền đó mà Quốc Hậu đạt tiêu chí nông môi trường rất tốt, và đến nay thì các xã bạn cũng qua học hỏi mô hình để nhân rộng ra các xã khác. Để nâng cho các tiêu chí nông thôn mới và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, đòi hỏi mỗi hội viên nông dân đều là những tuyên truyền viên tích cực chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Do đó, câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường ấp Long Viên, xã Phước Hậu mong muốn tiếp tục nhân rộng mô hình ra các ấp còn lại cũng như các xã lân cận trên địa bàn huyện. Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của 4 vùng kinh tế trọng điểm, chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và giai đoạn 2020 đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch xác lập mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411 km. Cụ thể, theo quy hoạch xác lập tuyến cao tốc Bắc Nam được quy hoạch 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083 km, gồm tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có chiều dài 1.814 km và tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây có tổng chiều dài là 1.269 km. Trong đó, hệ thống đường cao tốc khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc hướng Tâm kết nối với thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài là 1.368 km, gồm tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, tuyến cao tốc Hà Nội Việt Trì Phú Thọ Lào Cai, tuyến cao tốc Nội Bài Bắc Ninh Hạ Long Quảng Ninh, tuyến cao tốc Hạ Long Quảng Ninh Móng Cái Quảng Ninh, tuyến cao tốc Ninh Bình Hải Phòng Quảng Ninh, tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng. Đối với hệ thống đường cao tốc khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 3 tuyến có tổng chiều dài là 264 km.
Còn khu vực phía Nam gồm 7 tuyến với tổng chiều dài là 983 km. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, nếu như sản lượng cá đồng trung bình mỗi năm trước đây đạt khoảng 30.000 tấn, thì sản lượng vụ mùa năm 2014 chỉ đạt khoảng 20.000 tấn, năm 2015 chỉ còn khoảng 15.000 tấn, và ước tính sản lượng cá trong năm 2016 sẽ còn sụt giảm nhiều hơn. Khi bước vào mùa khô, mặt ruộng khô cạn nước, cá đồng rút vào các con kinh rạch ao đìa trú ngụ. Đây cũng là thời điểm người dân thu hoạch cá đồng tự nhiên. Thế nhưng sau mỗi năm, sản lượng cá đồng lại thêm sụt giảm về sản lượng và chủng loại cũng không còn đa dạng như trước. Nguyên nhân, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, là do người dân chuyên canh lúa qua năm, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gia tăng và thải trực tiếp xuống môi trường nước đã ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và phát triển của cá. Bên cạnh đó, lượng mưa ít so với cùng kỳ nhiều năm có thể làm hạn chế sự sinh sản và phát triển của cá. Theo đó, ngành nông nghiệp của tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu sâu hơn về tác hại của việc sử dụng dụng cụ đánh bắt cá mang tính tận diệt. Khuyến cáo bà con không nên lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa, đồng thời khuyến khích phát triển mô hình nuôi cá đồng trên ruộng lúa, vừa tái tạo nguồn cá giống tự nhiên, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập. Tính tới thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông có gần 1.000 hectare cà phê, tiêu bị ảnh hưởng bởi tình trạng nắng hạn, thiếu nước tưới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo đó, diện tích bị ảnh hưởng tập trung nhiều ở các huyện phía bắc của tỉnh Đắk Nông như Đắk Min, Krông Nô, Cư Chút. Tính đến đầu tháng 3 năm 2016, có 135 trên 159 hồ chứa do công ty khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý xuống dưới mực nước dân bình thường. Trong đó, 5 hồ đã cạn trơ đáy, 1 hồ dưới mực nước chết, 8 hồ dưới mực nước dân bình thường từ 2 đến 4 mét. Đây là công trình thủy lợi Đắk Ken, xã Đắk Lao, huyện Đắk Min, một trong số các địa phương trọng điểm về hạn hán của Đắk Nông. Hồ Đắk Ken hiện đang cung cấp nước tưới cho hơn 200 hectare cà phê khu vực lân cận. Đến thời điểm này thì người dân chỉ mới tưới đợt 1 cho một nửa diện tích nêu trên, nhưng hồ đã cạn không còn nước. Nói chung là cái hồ đấy là tưới cái diện tích là phải 200 hectare, nhưng mà hiện nay là mới tưới mới được 100 hectare, mới được 1 thôi. Cho nên vào thời điểm này thì cái hồ khô rồi. Cho nên đề nghị là coi cấp trên phải xem xét cái nào đủ trụ nước xuống là coi để cho người dân là coi là tưới trong cái vụ đợt này. Thì sản lượng của cà phê thì chắc có lẽ là coi trụt xuống là phải lấy chức về 40% trở lên. Để chống hạn, bên cạnh nguồn nước tự nhiên và từ các công trình thủy lợi, người dân tại nhiều địa phương đầu tư khoan giếng tầng sâu để chủ động nguồn nước tưới. Tuy nhiên, mực nước ngầm ngày càng tụt sâu là nguyên nhân khiến cho việc khoan giếng lấy nước chống hạn tại nhiều nơi không còn hiệu quả như trước. Người dân thiệt hại kép vì chi phí mỗi giếng khoảng 15 triệu đồng, nhưng nước tưới thì vẫn không có đủ. Tình hình thời tiết năm nay so với mọi năm thì năm nay thì nắng hạn gay gắt hơn. Gia đình có chủ động khoan giếng, nhưng mà tình hình giếng thì cho đủ nước sinh hoạt gia đình thôi. Còn vấn đề tưới tắm cà phê thì không đủ. Nguy cơ cà phê mất mùa và khô là nguy cơ rất là lớn. Do lượng mưa năm 2015 thấp hơn trung bình so với nhiều năm, chỉ đạt từ 52 đến 94%, nên lượng nước tại các sông suối hồ chứa giảm mạnh. Nhiều hồ không đạt dung tích thiết kế. Dự báo đến giữa tháng 4, nếu tiếp tục nắng nóng kéo dài, sẽ có thêm gần 60 hồ đập cạn nước và diện tích cây trồng bị hạn hán tăng lên trên 8.000 hectare, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Công ty khai thác công trình thủy lợi sẽ chủ động khai thác nạo vét cái kênh mương để đưa cái nguồn nước từ sông Sông Bốc vào đến cái điểm tập kết nước ở mà dân có điều kiện để thể bơm tưới, thì đó là cái giải pháp mà có thể là nhanh, trước mắt kịp thời để cho có thể là chống hạn. Bên cạnh việc khuyến cáo người dân tiết kiệm nước, các giải pháp trước mắt mà chính quyền đưa ra là tổ chức khơi thông dòng chảy, nâng cao ngưỡng tràn, đắp đập tạm trên sông suối để tích trữ nước. Về lâu dài, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những khu vực bị khô hạn nặng, đồng thời cân đối nguồn vốn để đầu tư nâng cấp một số công trình thủy lợi lớn. Việc phòng chống khô hạn tại Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung cũng cần có thêm những giải pháp căn cơ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nắng hạn ngày càng gay gắt như hiện nay.